Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Tiếp theo đây là phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin từ Nhật Bản cho biết là một nhà vệ sinh lâu đời nhất của Nhật Bản bị xe đâm trúng. Thông tấn xã AFP đưa tin cho biết là một chiếc xe đang đi lùi đã vô tình đụng vào nhà vệ sinh lâu đời nhất của Nhật Bản, vốn có niên đại hàng trăm năm tuổi, khiến cho nó bị phá hủy một phần. Người đàn ông 30 tuổi làm việc cho Hiệp hội Bảo tồn Di sản Kyoto đã làm hỏng nhà vệ sinh chung nằm bên trong ngôi đền Tofukuji. Sau khi ông này tăng tốc nhầm, chiếc xe đã đâm vào cửa gỗ của cơ sở này. Cảnh sát cho biết rằng khi chiếc xe đậu trước nhà vệ sinh, người đàn ông nhấn ga để khởi động lại mà không nhận ra là mình đang gài số lùi xe. Người đàn ông này ngay lập tức đã gọi cảnh sát sau khi sự việc xảy ra vào sáng ngày 18 tháng 10. Không có ai khác ở bên trong ngôi đền vào thời điểm xảy ra tai nạn và người lái xe không bị thương. Nhà vệ sinh Tosu là một tài sản văn hóa quan trọng được xây dựng từ thời Muromachi cách đây khoảng 500 năm. Trên trang mạng web Sora News 24 đưa tin rằng cánh cửa cao 2m và các trụ ở bên trong của nó đã bị hư hại sau vụ việc. Ngôi đền này có một dãy khoảng 20 nhà vệ sinh và chúng vẫn được sử dụng trong thời kỳ Minh trị, có nghĩa là từ năm 1868 đến 1912. May mắn thay thì các chuyên gia cho rằng thiệt hại này có thể sửa chữa được. Ông Toshio Ishikawa, giám đốc của viện nghiên cứu của ngôi đền cho hay ông đã choáng váng trước mức độ thiệt hại nhưng nhẹ nhõm vì không có ai bị thương. Cho dù là cơ sở này thường đóng cửa với du khách, nhiều người có thể nhìn thấy các dãy nhà vệ sinh qua các khoảng trống ở bên ngoài ngôi đền. Các nhà vệ sinh đó khác xa với những nhà vệ sinh hiện đại. Điều này đã khiến cho du khách nước ngoài thấy hứng thú, mặc dù chúng không có bồn rửa vệ sinh hoặc là chức năng sấy khô, nhà vệ sinh của ngôi đền ít nhất đã được đặt ở một nơi rất thuận tiện. Xác qua bản tin cho biết là loài chim biển sống sót nhờ bay thẳng vào cơn bão. Theo báo cáo của các nhà khoa học trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, thì loài chim hải âu mặt trắng làm tổ trên những hòn đảo ngoài khơi của Nhật Bản đôi khi đã lao thẳng vào cơn bão di chuyển ngang qua đảo. Chim hải âu mặt trắng bay gần mắt bão trong hàng giờ mỗi lần. Hành vi kỳ lạ này của chúng có thể giúp cho hải âu mặt trắng sống sót trong những cơn bão mạnh và chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ một loài chim nào khác. Để tìm hiểu chim hải âu có tránh bão không, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu theo dõi GPS trong 11 năm gắn trên cánh của 75 con chim làm tổ trên đảo Awashima tại Nhật Bản. Thông qua việc kết hợp thông tin này với dữ liệu về sức gió trong cơn bão, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra loài chim hải âu mặt trắng gặp bão giữa biển sẽ dựa theo chiều gió để bay quanh rìa của cơn bão. Tuy nhiên, những con chim bị mắc kẹt giữa đất liền và mắt bão mạnh đôi khi đã bay thẳng vào trung tâm của cơn bão thay vì tuân theo cách bay thông thường. Trong số 75 con chim hải âu mà các nhà nghiên cứu theo dõi, có 13 con bay trong phạm vi 60 cây số quanh mắt bão, nơi gió mạnh nhất trong thời gian lên tới 8 giờ đồng hồ. Khi cơn bão Cimarron tràn qua biển Nhật Bản vào tháng 8 năm 2018, thiết bị theo dõi đã theo dõi chuyển động của 32 con chim hải âu mặt trắng ở ngoài khơi và cho thấy là có 3 con chim bay vào mắt của cơn bão qua những cơn gió mạnh nhất. Chim hải âu nhiều khả năng hướng vào mắt bão trong những cơn bão mạnh và bay nhanh tới 75 cây số giờ. Điều này chứng tỏ là chúng có thể bay theo mắt bão để tránh bị thổi vào đất liền, nơi chúng có nguy cơ bị rơi xuống đất hoặc là va vào các mảnh vỡ trong cơn bão. Xem qua bản tin khoa học cho biết là một loại vải dệt tích hợp 1.200 viên pin mặt trời. Theo thông tin trên trang Interesting Engineer cho biết rằng vải dệt của trường đại học Nottingham Trent
có thể dùng làm quần áo sản xuất điện mặt trời và giúp cho người dùng sạc thiết bị điện tử. Nhóm nghiên cứu tại trường đại học Nottingham Trent đã phát minh loại vải dệt, gắn vào đó 1.200 tấm pin mặt trời tí hon có thể sạc được đồng hồ thông minh hoặc là điện thoại di động. Dự án này do Theodore Hugh Riley, phó giáo sư dệt may điện tử tại trường nghệ thuật và thiết kế thuộc trường đại học Nottingham Trent dẫn dắt. Những viên pin này có khả năng khai thác gần 400mW điện từ mặt trời và có thể dễ dàng tích hợp vào quần áo hay phụ kiện như là ba lô. Loại vải mới được thiết kế để chịu lực tương tự như là quần áo hàng ngày, thậm chí có thể giặt trong máy ở mức độ là 40 độ C với đồ giặt khác mà không bị hỏng. Pin mặt trời của vật liệu mới làm từ silicon giúp cho chúng thoáng khí và ổn định về mặt hóa học. Các viên pin tí hon chỉ dài 5mm, rộng 1.5mm. Chúng phủ một loại nhựa polymer không thấm nước. Người mặc cũng sẽ không cảm nhận được các viên pin mặt trời, nên việc mặc quần áo tích hợp chúng rất thoải mái. Công nghệ thiết bị đeo trên người hiện nay đã vượt qua điện thoại thông minh và trở thành một công nghệ đổi mới, phát triển nhanh nhất và phát minh mới chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Ngoài việc thiết thực và hữu dụng, nó có thể được thiết kế để trông đẹp mắt và có phong cách hơn. Sang qua Haiti, bản tin tiếp nối cho biết là một nam ca sĩ của Haiti, đó là ca sĩ Mika Bin, 41 tuổi, bị đột tử ngay trên sân khấu. Fox News đưa tin trong ngày 18 tháng 10 cho biết là nam ca sĩ Michael Benjamin, ca sĩ người Haiti có nghệ danh là Mika Bin, đã ngừng tim trong lúc đang trình diễn cùng với ban nhạc Karimi ở Paris, Pháp Quốc vào cuối tuần qua. Anh hưởng dương 41 tuổi. Thủ tướng Haiti là ông Ariel Henry đã xác nhận tin buồn trên trang Twitter. Ông viết rằng tôi rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Michael Benjamin, người nghệ sĩ trẻ và tài năng, một ngôi sao âm nhạc tuyệt vời của Haiti đã qua đời. Viết thông báo bằng tiếng Pháp, đại diện nơi tổ chức show cho biết là nam ca sĩ Mika Bin đã đột tử ngay trên sân khấu. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng can thiệp nhưng không có kết quả. Khán giả được đưa ra khỏi khán phòng ngay sau khi Mika Bin nằm xuống. Trong đó một số người hâm mộ đang ngất xỉu. Người thân, đồng nghiệp và bạn bè của Mika Bin đã sốc trước tin nam ca sĩ qua đời. Rapper Wyclef Jean chia sẻ rằng: "Tôi nhớ nhất nụ cười của Mika Bin. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng và truyền cảm hứng của thế hệ chúng tôi. Thành viên của nhóm nhạc Karimi là anh Roberto Martino không muốn tin là Mika Bin đã qua đời. Trong quá khứ, hai người hợp tác chung trong nhiều dự án, xem nhau là anh em và bạn tốt. Ông Martino cho biết là họ nói chuyện với nhau gần như là mỗi ngày. Nam ca sĩ Mika Bin sinh năm 1981 tại Port-au-Prince, là con trai của ca sĩ Lionel Benjamin. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào cuối những năm 1990 khi tham gia một cuộc thi hát do đài truyền hình Haiti tổ chức. Sau đó thì anh đã trở thành ca sĩ chính của nhóm nhạc Crazy Music." Sang qua bản tin cho biết là nam tài tử Ezra Miller đối mặt với một án tù 26 năm. Nam tài tử Ezra Miller đã từ chối thỏa thuận đầu thú của tòa án và phải đối mặt với một án tù lên tới 26 năm nếu như bị kết tội đột nhập và ăn trộm. Theo thông tin trên Variety, ngày 17 tháng 10, nam tài tử Ezra Miller đã được phép dự phiên tòa online. Diễn viên này từ chối điều khoản thú tội từ thẩm phán và sẽ ra hầu tòa về hai tội danh liên quan tới việc đột nhập gia cư bất hợp pháp ở Stamford hồi đầu tháng 5. Chủ nhân của căn nhà cho biết là Miller đã vào nhà của họ để trộm rượu. Dựa trên hình ảnh từ các máy quay an ninh, cảnh sát đã khởi tố ngôi sao của bộ phim The Flash. Tòa án đã cấm Ezra Miller đến gần Aiden Early, Isaac Winokur, những người hàng xóm ở Vermont đã bị anh đột nhập vào nhà. Phiên tòa xảy ra ở thành phố Vermont là một trong những rắc rối pháp lý mà nam tài tử vướng phải gần đây. Hồi tháng 3 thì nam tài tử cũng đã bị cảnh sát bắt hai lần trong vòng một tháng vì các tội danh là gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác. Nam tài tử đã nộp phạt 500 Mỹ Kim cùng với 30 Mỹ Kim án phí. Các nạn nhân sau đó đã rút đơn kiện Miller.
Diễn viên cũng đã bị cáo buộc là bóp cổ một phụ nữ tại quán bar tại Iceland và quấy rối một phụ nữ khác tại nhà riêng của cô ta ở Berlin, nước Đức trong năm 2020. Hồi đầu tháng 8, thì Ezra Miller lần đầu tiên đã xin lỗi về các hành vi và tiết lộ hiện nay trong quá trình điều trị sức khỏe tâm thần. Một nguồn tin của Rolling Stone cho biết là Ezra Miller đã bộc lộ các vấn đề tâm lý ngay trên trường quay trong năm ngoái. Anh thường xuyên gặp khủng hoảng và nổi nóng khi đóng phim. Tuy nhiên, diễn viên chưa từng đánh hay là bạo hành đồng nghiệp. Ezra Miller sinh năm 1992, là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến qua vai phụ trong bộ phim The Perk of Being a Wallflower năm 2012. Trong năm 2016, thì anh đã nhận vai siêu anh hùng The Flash của vũ trụ điện ảnh DC, xuất hiện trong các bộ phim lớn như là Justice League, Suicide Squad, Batman vs Superman Dawn of Justice. Hãng dự kiến sẽ phát hành tập phim riêng về nhân vật vào tháng 6 của năm 2023 sắp tới đây. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Cùng với lại chúng tôi, Trọng Đáng xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày bình yên và hạnh phúc.